Chào các bạn nha, hôm nay Xanh đã ở nhà nè, cho nên bây giờ sẽ đi vòng vòng hái mấy cái rau rừng, mấy cái rau mà nó mọc dài ven đường đó, để coi về coi chế biến cái gì đó. Cho mời các bạn cùng đón xem nha. Đây là không khí cái dòng sông của quê mình đây. Trồng xa nhà mà được sống ở quê rồi sẽ nhớ quê lắm. Đây là cái con đường mòn từ ngoài vô nhà của Xanh, cứ đi bộ gì đó các bạn. Giờ Xanh sẽ hái trái giác nè, để Xanh quay cho các bạn xem miêu tả trái giác này. Nó y nhờ mọc nó dây leo các bạn. Đây giác chín nè, nó màu màu đen như là một tơi như mực vậy đó. Đây, trái sóc ở miền Tây là biết cái này nè, nấu canh chua rất là ngon các bạn. Giờ nó sẽ bẻ cho giác mình về nấu canh chua như thế này. Giác cho chín hay sống thì cũng nóng ngon nha các bạn. Nó hương vị cái nó là nó có cái vị đặc biệt lắm, nó chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Nó canh chua bây giờ thời buổi giờ hiện tại thì trái này rất là hiếm mà cũng có ít ít các bạn biết lắm. Những người sống ở miền Tây lâu năm đó mà biết. Đây, thấy dây leo có đẹp không? Giờ Sinh sẽ đi vòng vòng hái rồi khi nào đủ ha, đủ chúng ta sẽ tìm nguyên liệu khác nữa. Các bạn ơi, bây giờ các bạn cùng Sinh nấu để bắp chuối nha các bạn, cái này cao quá. Wow, các bạn ơi, bắp chuối rất là to nha. Mình sẽ hồi nãy nữa mình bẻ hơi sớm rồi. Sao đây? Chúng ta sẽ một lớp chúng ta sẽ nấu canh chua với bắp chuối đi nha. Bạn ơi, bây giờ mẹ của Xanh sẽ xẻ cái bắp chuối ra nè, bắp chuối vừa hái lúc nãy á, xẻ ra rồi sắt để mà mình nấu canh chua. Nấu canh chua với nguyên liệu là này đi, trái giác đi các bạn. Xanh đang sắt nè, sắt bắp chuối nha, nấu canh chua nha. Cái này là cái giác hồi nãy Xanh vừa bẻ các bạn, giờ Xanh sẽ đem đi rửa. Rửa xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu nấu canh chua. Bạn ơi, trái giác lúc nãy vừa bẻ, Xanh vừa bẻ đó. Giờ Xanh đem về Xanh rửa nha. Đây mình không cần phải lật ra đâu các bạn, mình chỉ cần rửa thôi, rửa sạch thôi rồi mình đem đi trụng. Rồi cái nước nóng nó sẽ ra cái độ chua. Mình thấy có ngon không? Thì mình không cần phải bẻ ra đâu, mình đem đi trụng với trụng nó sẽ sạch rồi. Đem nước nóng rồi sẽ nấu lên, sẽ bỏ lá nữa.
xả để bỏ vô cho nó thơm cái mùi vị. Còn cái này là rau quế trồng xung quanh nhà, trời mưa rất là tốt các bạn. Đây là rau tầng dì lá này, bỏ vô cho nó thơm. Là cái ngò gai, nguyên liệu nè. Này là bắp chuối nè, sắt rồi nè, với đây là xả. Các bạn ơi, đây là biết, các bạn biết gì không, đây là bông súng đồng nha. Hồi nãy mình có bắp chuối rồi, giờ sẵn đây có bông súng. Liệu của chúng ta gồm là trái giác nè, chúng ta rửa sạch nè, lúc này xin về đi hái á. Cá lóc thì cá lóc đồng nè, đó, cá lóc đồng này làm sạch rồi. Bắt đầu là rau thơm, ngò gai, tầng dì lá, rồi ớt. Nó thiếu ngò om nhưng không sao đó các bạn, đó không. Thì lá xả chúng ta sẽ dò cho nó thử cái mùi tanh của cá. Cái trái giác nước sôi chúng ta sẽ trụng trái giác nè. Các bạn ơi, lúc nãy trái giác luộc xong rồi đó. Giờ mẹ có xanh sẽ lấy vớt trái giác ra rồi dầm lấy nước đó. Cái nước đó giống như dầm me các bạn, cái nước rất là đẹp. Nó chua mà cái mùi vị rất là thơm. Thì nó hấp dẫn. Bạn ơi, giờ canh chua đã xong rồi, nêm nếm xong rồi, bây giờ sẽ bỏ gia vị vào nè. Ngon. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong cái canh chua trái giác rồi nha. Bạn ơi, các bạn biết không, lúc nãy chúng ta nấu canh chua xong rồi, bây giờ còn một cái gia vị chúng ta để chấm ở đây là muối ớt. Làm giờ ăn cơm không mấy. Cơm đâu. Tô này là tô phương xanh ăn của mình nè các bạn, nên xanh có thể tự dùng một mình được. Rồi. Ngon quá các bạn. Cái vị chua chua ngọt ngọt mà nó thơm cái trái giác đó. Các bạn nghe nè. Cái nước của nó màu tím các bạn. Ngon quá. Ngon khó cưỡng luôn các bạn ơi. Này. Cái lóc đồng nè. Chấm dưới không? Muối ớt. Một miếng cơm nha. Bây giờ đây là bông súng các bạn, bông súng đồng các bạn. Ngon khó cưỡng. Bông súng đồng bây giờ rất là hiếm các bạn. Vài chỗ mấy cái nhà có cái ao á, trồng á. Có. Nó ngọt lắm, mà nó nhỏ. Còn cái này là bắp chuối nè. Chuối xanh như vẻ đó. Sắt ra. Cái này nhà làm là không có sử dụng cái nguyên liệu mà tẩy trắng như bây giờ ở ngoài thị trường hay bán. Nó rất là nguy hiểm sức khỏe. Mình không thích ăn những cái món dân dã miền Tây như vậy. Để mình cảm nhớ lại cái quê hương hơn. Những cái bạn xa nhà không được thưởng thức những món thế này, các bạn xem nó được, để có cái niềm vui nhỏ nhỏ. Bây giờ xanh phải thưởng thức rồi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới vui vẻ. Các bạn nhớ ai có gì nhớ.